Tường xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất là vui, Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn hò, hò hẹn luôn luôn là chủ đề rất quan trọng với tất cả chúng ta. Hẹn hò là nơi đầu tiên để chúng ta đi đến tình yêu. Và nơi đó chúng ta biết đâu sẽ tìm đến tương lai hạnh phúc sau này. Và chương trình của tôi luôn luôn chiếc cầu nối để tất cả các bạn trẻ, những bạn nào không có cơ hội hẹn hò, đến đây các bạn sẽ có cơ hội để hẹn hò, hò hẹn với nhau. Một tràng pháo tay nữa chào đón tất cả quý vị. Anh Linh ơi, mặc dù là em với anh là mình làm trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, nhưng mà em nói thật, đêm nào em về em ngủ em cũng băn khoăn trằn trọc hết á. Ủa sao vậy? Với anh thấy không, khi ban ngày mình quay như vậy, tối về em nằm ngủ á, hình ảnh của những cặp đôi mà mình đã mai mối, mình đã xe duyên cho họ cứ hiện ra trong tâm trí em hoài à. Em ăn cũng nghĩ đến họ, ngủ không nghĩ đến họ, không biết là sau chương trình rồi họ về họ có tiếp tục hẹn hò với nhau hay không. Em cảm thấy em vui buồn và em cảm thấy em hạnh phúc với những cái điều mà mình đã làm, đúng không? Anh cũng thấy là như vậy, chắc chắn là như vậy. Và ngày hôm nay anh cũng đang rất là nôn nao để xem hôm nay họ có đồng ý nhấn nút màu hồng đến với nhau hay không. Ngủ của mình là quan trọng. Anh đúng là vui quá. Vui quá phải không? Hôm nay bắt tay một cái hợp tác dễ nha. Cố gắng nha. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng, tất cả sẵn sàng. Mang xuống đi, mang xuống đi. Em trước đây, anh trước đây. Hôm nay ai mời người của mình ra trước? Anh giới thiệu người ta trước đi. Ha. Trước đi rồi, anh luôn. Tôi biết rằng quý vị bây giờ cũng đang nôn nao chờ đợi để xem cặp đôi ngày hôm nay như thế nào nhá. Họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không, hay là họ không đồng ý. Mà tôi tin rằng chắc là họ sẽ đồng ý. Và bây giờ nhân vật chúng ta ngày hôm nay, nhân vật nam xuất hiện, xin mời. Khoan, đứng được rồi. Trời đất ơi, lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép kỳ vậy? Dép Lào hả? Lên, em có nghe nhầm không? Mang dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi đi, từ từ đến coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy, là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bạn tên là gì? Em tên Thanh Liêm. Thanh Liêm, mặc đồ võ chắc là học võ ra hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ 22. 22 tuổi. Hôm nay bạn đi có ai cổ vũ cho bạn không? Dạ có. Ai đâu? Xin nhắc vào cha vô. Bạn có rung hồi hộp gì không? Dạ có. Bắt tay bạn cái coi. À, ui. Sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. Bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Chịu chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, không biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời bạn. Là có gu, mặc dù rất là giản dị nhưng mà không có kém phần chói lóa. Nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là chói lòa. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng. Em 22 tuổi. Hằng 22 tuổi. Hằng đang làm gì? Công việc hiện nay là làm gì? Dạ em đi học. Học đại học hả em? Dạ em đi học. Em học bên ngành nào, khoa nào? Em học tài chính ngân hàng. Học tài chính ngân hàng. Em ơi, hồi nãy bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo cổ vũ. Vậy hôm nay Hằng đến đây có ai theo cổ vũ Hằng không? Dạ, có gia đình em. Gia đình là ai? Có bà nội nè, có mẹ. Với có chị. Hết luôn ba thế hệ luôn hả? Đâu gia đình bạn đâu? Dạ rồi, đây rồi. Xin được chào các bạn. Cố lên. Tôi nói thiệt nha, trong cuộc đời tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội bên có cả gia đình đi theo hết trơn. Cái này cũng hơi khó, hơi căng rồi nha. Xin hỏi bạn Liêm à. Dạ. Bạn nghe rõ bạn kia tên Hằng là chứ gì? Dạ. Bạn kia đang học đại học. Dạ. Còn bạn đang học gì? Em cũng đang học đại học. Đại học luôn. Đại học sao đi học võ nữa? Là em học đại học thể dục thể thao Hồ Chí Minh, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2. Vậy bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ tư. Năm thứ tư rồi. Dạ. Tính cách của bạn là như thế nào? Mạnh mẽ,
Có đôi chút lãng mạn. Mạnh mẽ, lãng mạn. Cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ, em cao mét 73. 73. Nặng chắc cũng cỡ 70kg hả? Dạ, 71. 71kg. Nước da trắng tươi. Trắng lắm hả? Trắng nước lắm da hả? Trắng tươi, trời ơi. Tụi em thích da trắng lắm á. Tại vì em không có được trắng, em rất là ngưỡng mộ với người đàn ông da trắng. Nè, em có thích da trắng không? Dạ. À, trắng không tủ lắm chị ơi. À, chứ em thích làm sao? Ngâm ngâm giống em. À, thích ngâm ngâm giống em. Bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha. Bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi. À, chiều cao bạn em thấy sao? Có cao quá không? Dạ, hơi thấp. Chứ em muốn làm sao? 1m75 trở lên. Bên đây muốn 1m75 trở lên, bên kia mua đôi giày cao gót mang đi. Em ơi, cho chị muốn hỏi em một tí nha. Hồi nãy chị đùa với em thôi, chứ còn hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn, đúng, muốn làm đẹp đúng không? À, tại sao em lại chọn bộ đồ đơn giản như vậy? Dạ, tại đây mới là cá tính của em. À, dạ. Vậy là cá tính của em thích đơn giản. Dạ, đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản mà đẹp, chị đồng ý em. Rất đơn giản và rất đẹp. Dạ. Bên đây còn đơn giản hơn nữa, mặc đồ đi tập để gặp luôn á. Tập gì vậy anh? Tập võ. Hả? Mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm. À, bạn sở thích của bạn là gì? Bạn thích gì? Võ thuật. Võ thuật. Giải trí bạn thích gì? Có thích hát hò gì không? Thích hát loại nhạc gì? Nhạc trầm. Nhạc trầm. Buồn. Không có thích sôi nổi hả? Rồi đó, sở thích bên đây đó. Bên đó như thế nào? À, em thích đi du lịch. Đi du lịch. Thích ăn uống với bạn bè. À, đi ca hát. Nhảy múa, nói chung là em thích cái gì năng động á, là em thích à. Nhảy múa là sao em? Ấy thì mình vừa ca hát vừa nhảy luôn. Chị nhìn thấy em rồi, chị thấy em năng động rồi. Nè, Linh ơi, Linh ơi, bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha, nha. Bên đây cứng cáp nha, dân võ thuật nha. À, đi tới hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha. Nhưng mà em thấy mông ủng quá à. Cái gì mà vừa cứng mà vừa mềm là giờ sao? Tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng, tại sao tay cầm cục gạch là sao? Một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy. À. Còn một bên cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh, em có thể bảo vệ được cô ấy. À. À. Hay nha. Cái vụ này hay nè. Bảo vệ được cô ấy. Trong đầu bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào? Cao, trắng, chắc chắn. Chắc mái tóc cô ấy dài. Tóc dài. Trắng mà có trắng trong tương lai nếu tắm trắng. Dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc. Em ơi, ở bên kia là người ta chơi thể thao, ở người ta tập võ, em có chơi thể thao gì không? Dạ em có bơi với chơi cầu lông. Ok, vậy là được rồi, là mình cũng có thể thao, người mình mạnh khỏe đáng chắc. Em nghĩ là em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là hay ăn. Mình ưu điểm là hay ăn. Câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Em hả? À, cao to, mạnh mẽ, đừng có lãng mạn quá, đừng có ghen quá, đừng có... đặc biệt là phải hay cười, hay cười giống em. Cười bên đây cười hoài, cười hoài à. Nè, đừng có ghen quá nha. Bên đây, hồi nãy bên kia đó, đừng có ghen quá. Bạn có ghen, có tính hay ghen không? Thấy cầm cục gạch là nghi lắm à. Có đâu, cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà. Bạn hay ghen rồi, bạn nói đi. Tính bạn có hay có ghen không? Dạ không. Không có ghen. Đúng rồi, đâu có ghen đâu. Không ghen. Được đó. Bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không? Dạ thích. Để về hai người đánh lộn hả? Đó. Chứ làm chi? Trao dồi võ thuật. Trao dồi võ thuật. Bên đây muốn học võ đó, bên kia có muốn học võ không? Em nghe bên đó biết đánh võ rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ? Em sợ. À, lý do tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai? Tại vì em lo cho việc học. Bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi. Nên giờ em có dành thời gian nên em muốn tìm một nữa. Giờ đánh thời gian rồi. Đánh thời gian đi tìm người yêu rồi. Dạ. À, mẫu người yêu của bạn là như thế nào? Mẫu người yêu của em cũng đơn giản, giản dị và biết làm đẹp cho mình là
Vậy là hợp rồi, bên đây rất là đơn giản, rất là giản dị. Từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà. Em mẫu người lý tưởng của em có thần tượng ai không? Dạ em thần tượng ca sĩ Lam Trường. Bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha. Giống Lam Trường không? Giống rồi nha. Trời ơi, cho coi nha, cho coi cái nha. Anh Lam Trường ơi, có em Cát Tường viếng thăm. Ấn tượng chưa? Đôi dép lầu một đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả? Đó là cá tính và phong cách của em. Phong cách? Phong cách thì lạ lùng vậy. Ôi, nước da này ấn tượng quá, rám nắng quá. Ôi, nhìn mà thích làm sao. Em ơi, nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép lào. Cái tình tiết đôi dép lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài. Nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm. Bên kia thần tượng Lam Trường, em có thần tượng ai không? Em thần tượng người mẫu Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Tôi biết Thanh Trúc à, nhìn coi giống Thanh Trúc không nha. Người mẫu Thanh Trúc. Cười kì á. Em giới thiệu đó có hoa đúng không? Quá trời xinh xắn và duyên dáng. Nhìn bên kia giống Bùi Trúc á. Nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Mặt quần đỏ, hợp với dép lào á. Dép lào đỏ, dép lào đỏ. Bây giờ bạn đang có nôn nao muốn gặp Linh không? Linh ơi, giờ khắc giao thời đã đến rồi. Linh ơi, nôn nao quá muốn rồi. Muốn không? Muốn gặp không? Gặp không? Giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng? Bông hồng. Bông hồng. Rồi, cầm lại đi. Chuẩn bị. Giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn. Bạn Liêm và bạn Hằng. Tới và rồi, bạn quay mặt về phía cái màn. Sao qua? Màn tình yêu. Chuẩn bị. Kéo lên. Bắt đầu. Mở mắt ra. Cục gạch giấu đâu rồi anh? Kìa. Em yên tâm. Hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện nên mình tặng bạn luôn. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Quá dữ. Thích quá. Mình nhanh nghe lên. Nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn. Bạn nghĩ sao gì về mình? Liêm mạnh mẽ hết sức có thể luôn. Tiếp đi bạn, có 2 phút thôi mà, nhanh lên. Bạn nghĩ sao về mình? Bạn rất là gần giống như gần phải nói là tí nữa là như thanh người mẫu Thanh Trúc rồi. Chúng ta còn 30 giây, nhanh lên. Nói gì đi. Mình hẹn hò nha. Hết thời gian. Quay lại. Bây giờ thời khắc quan trọng. Chuẩn bị. Để tay các bạn sau. Sẽ có 3 tiếng đếm ngược. Tay phải, đây. Và để tay vào nút bấm để xem trái tim màu hồng có hiện lên hay không. Một, hai. Không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không, còn bạn nam thì muốn rồi đó. Ba, bắt đầu. Chúc mừng. Mọi người đứng dậy. Cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái đồng ý hẹn hò với bạn? Em rất là vui. Nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao? Thì đó là do duyên số của em chưa đến. Giờ bạn thấy đến chưa? Dạ đến rồi. Còn em tại sao em quyết định nhanh lẹ vậy? Em nói chị nghe coi. Em cũng biết hết rồi. Em cũng biết luôn. Nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích. Thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò gửi tặng bạn một cặp vé xem phim. Đây là cơ hội đầu tiên và tôi nghĩ rằng bạn hãy nắm chắc cơ hội đó để tiến xa hơn nữa. Thì tặng hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau và dắt nhau đi xem phim. Trời ơi. Điều này em cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn nhiều nha.
tặng em. Anh kỳ quá à, người ta tặng bông hồng, anh tặng cục cái này cũng ấn tượng lắm đó nha. Mình nhìn bề ngoài mình không thể nào đánh giá được con người, thấy gồ ghề quá à. Em nghĩ là người rất là khô khan, nhưng mà khi tỏ tình trời ơi đi thẳng một cái đét. Anh làm muốn hẹn hò, trời em có đồng ý hẹn hò không? Em thấy cặp này rất là dễ thương nha. Em cũng muốn hẹn hò đúng không? Rồi trước khi mà giới thiệu cho em á, thì anh sẽ tiếp tục giới thiệu một cặp nữa, xong cái đã rồi mới thích tới em. Rồi bây giờ ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai quý vị nha, để xem họ có lãng mạn và trữ tình như cặp đôi đầu tiên hay không. Nào xin mời, bóng đèn tình yêu hạ xuống, mời Cát Tường về vị trí. Bây giờ thì có lẽ Cát Tường sẽ rồi em sẽ giới thiệu bạn gái của em ra trước nha. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục hướng về sân khấu và không làm mất nhiều thời gian. Mời bạn gái xinh đẹp và khả ái của chúng ta ngày hôm nay, mời em bước ra sân khấu. Wow, trời ơi. Em ngồi đi em. Rất là thước tha, rất là nữ tính trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam. Chị chào em, dạ, em tên gì? Dạ em tên là Thanh Vy ạ. Thanh Vy. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm em sinh năm 92, năm nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi. Em đang em đang làm gì? Công việc của em? Dạ em mới vừa được nhận vào dạy em môi trường cấp 2 ở quận 5 ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật nam chúng ta. Nào xin mời bạn trai. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bên đó mặc áo dài, bên đây cũng mặc đồ vest rồi nha. Chà. Tráng cao dữ ta. Cái gì anh? Cái gì cao tráng, anh? Cao dữ nha. Là bị hói á hả? Không có, có. Thông minh, thông minh. Trời ơi. Bạn có thể giới thiệu gì về mình? Dạ, em tên là Trọng. Trọng. Dạ. Đây là sale marketing của công ty chuyên sản xuất bồn tắm massage cao cấp. Sale marketing. Dạ. À, người này nói nhiều lắm à, nói hay lắm à. Dạ, chỉ nói hay là trên công việc thôi. À. Còn mà với bạn gái thì nó không hay. Trong tình cảm thì nói không hay hả? Dạ. Có bao giờ bạn thất bại với cuộc hẹn hò nào chưa? Ấn tượng nhất là mối tình đầu. Mối tình đầu, lúc đó mấy tuổi? Lúc đó khoảng 23 tuổi. Ủa tại sao, bạn có biết tìm hiểu lý do nguyên nhân tại sao mà bạn gái chủ động chia tay với bạn? Bạn bị khuyết điểm gì không? Có thể lúc đó hoàn cảnh hơi khó khăn quá. Bởi vì bị sốc không? Một sốc không? Không. Có thất tình không? Có chứ. Thất tình mà bạn như thế nào, bạn có thể kể được cái cảm giác thất tình nghe được không? Nói chung là rất là buồn. Anh Linh, là bị bồ bỏ hay là bỏ bồ, ngắn gọn? Người yêu bỏ. Là thất tình đó phải không? À, ăn ở hay sao mà bị người ta bỏ? Không phải ăn ở đâu mà do hoàn cảnh khó khăn, ta nói nghe rõ ràng rồi. Thôi bây giờ để với em nè. Em dạ. Em đã có bạn trai chưa? Dạ đó. Từ xưa đến giờ có không có tình gì chưa? Cũng không biết sao, em thấy mình cũng dễ thương mà không biết sao đó. Giờ em lại thích đơn phương người ta không à? Có nghĩa là em thích bạn kia rồi, bạn kia không thích em, chắc là do em chủ động tấn công nhiều quá hay sao à? Em chủ động tấn công hả? Dạ thì cũng có rồi chứ, như là nhiều khi hay nhắn tin hỏi thăm này nọ mà chắc là người ta thấy vậy người ta sợ quá, người ta trốn luôn. Không phải đâu, vậy thì em đừng có buồn, tại vì những người đàn ông nó chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tự tin để mà dạ. đón nhận em. Bạn bao nhiêu tuổi, quên hỏi nữa. Dạ 34. 34 tuổi. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Đi một mình. Một mình một. Ừ. Có cổ động viên không? Có hả? Cổ động viên của tôi đâu rồi? Cho tràng pháo tay cho chàng trai đi. Đó, cổ động viên nhiều lắm, yên tâm. Dạ. 34 tuổi, bên đó 21 hả? Anh Linh ơi, hả? Em cảm giác hình như là hơi già so với bên này đó. Không biết là ngoại hình sao chứ nghe cái tuổi là em thấy hơi già hơn bên đây rồi đó. Tuổi em, thì già thôi nhưng mà còn đẹp trai lắm bạn ơi. Đẹp hơn mà sao em nghe gì rồi tráng cao rồi nữa, sao em lo quá à? Mình xin hỏi sở thích của bạn là gì? Tự do. Thích tự do. Rồi để cưới vợ ràng buộc rồi sao? Cái cưới vợ là nó khác rồi. Nếu mà có người yêu bạn ràng buộc bạn không chồng đi đâu chơi hết thì sao? Có đồng ý không? Người yêu không cho đi chơi với người khác thì đi chơi với người yêu thôi. Cũng được đúng không? Được. Rồi thích tự do. Thích tự do. Em ơi, ở bên đó là thích tự do nhưng mà chị thấy theo chị nghĩ đó, em là giáo viên mà, thì chị nghĩ chắc là em thích một cái gì đó nó phải có nguyên tắc. Chị nghĩ vậy, em thấy có đúng không? Hay dạ. Là cái sở thích của em, cái quan điểm sống của em là như thế nào? Cũng tùy chị, tại vì em học ngoại ngữ nên em cũng thoáng lắm ạ. Thường em đi chơi thì em thích đi đâu? Thường thì em thì giờ 21, cô giáo mà còn tin lắm. Em cũng thích ra cà phê bệt, ra hồ con rùa ngồi nói chuyện. Hoặc là đi ăn những cái món mà bây giờ giới trẻ con nít nó cũng hay ăn đó, như bánh tráng trộn, trà sữa rồi em thích hết. Thích đơn giản là bánh tráng trộn rồi. À đúng không?
À, tôi xin hỏi bạn nào, bạn cũng là một người cũng phải nói là thông minh, đẹp trai, năng động ha, ảnh trai. Tại sao đến bây giờ bạn chưa có cuộc hẹn hò nào hết? Nói chung là từ lúc mà bị cái lần đầu tiên đó, nó sợ, mình không dám nghĩ. Nãy giờ bạn nghe bạn nữ bên kia nói, bạn có nghĩ rằng bạn này sẽ ấn tượng với bạn hay không? À, tại vì mình rất thích cái gì là rất Việt Nam á. Thành ra nghe nói áo dài, mình rất thích cô gái bằng áo dài. Vậy là đúng ý rồi, đúng ý rồi. Và cũng lại thích là người đó là giáo viên. Tại mình cũng tương đối cũng khá lớn rồi. Thí dụ nếu mà mình có con thì tôi nói là dạy con nó cũng tốt hơn. Cái mẫu người lý tưởng của em á, bạn trai của em là sao? Thì không hút thuốc chứ uống rượu bia là được. Không hút thuốc, không uống rượu bia. Dạ. Mà đàn ông bây giờ hiếm lắm, ai cũng nhà. Ví dụ như cái anh sale ngồi ở bển á, cái nghề nghiệp của ảnh là đi làm nhiều. Tùm lum chắc chắn đàn ông phải có hút thuốc uống bia rồi, bên đó là sao anh ơi? Để hỏi coi, có hút thuốc uống rượu bia không? Hút thuốc thì không. Bia thì uống được một chai hai chai là xỉn rồi. Vậy là không có nhiều, không có vậy nhiều. Vậy là được. Vậy là cũng có khả năng rồi đó. Nhưng mà xin hỏi bạn là cái mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Chỉ cần cô gái đó dễ nhìn, nước da trắng, có phong cách ăn mặc thì tôi nói giản dị chút. Nếu được quen tóc dài nữa thì càng tốt. Tại vì mình rất thích cái mẫu hình cô gái người Việt Nam. Rất thích cái gì đó rất Việt Nam. Tức là một cái phong cách truyền thống đúng không? Dạ. Anh Linh ơi, em đảm bảo với anh luôn là bên em đạt hết 100% những yêu cầu của anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Để anh nhìn chuẩn trước nha. Việt Nam, tóc dài, nếu uống lên thì nó hơi ngắn một chút. để bây giờ anh xin phép các trường là anh nhìn trước nha. Anh dạ. Em mời anh qua. Để xem với nha. Anh xem giống anh mẫu hình của em hay không nha. Em không bao giờ xí gạt anh hết trơn, anh phải tin vô cặp mắt của em chứ. Dạ. Mà biết lần này trúng không à? Anh nghi là trúng quá. Sao? Trời ơi, sao mà dễ thương vậy? Trời ơi. Nghe cái chữ trời ơi của anh Nguyễn Linh là hiểu là bên đây là chuẩn như thế nào rồi. Dễ thương lắm, nữ tính lắm, dịu dàng lắm. Nói chung là được. Nếu như vậy em cảm thấy là tuyệt vời lắm đó. Tuyệt vời lắm đúng không? Từ nãy giờ mình nghe bên kia anh Quyền Linh với bạn ấy trò chuyện với nhau thì em thử hình dung trước khi chị nhìn hai chị em mình cá với nhau và em hình dung bạn trai bên kia như thế nào, có vừa ý em không? Chắc là cũng cao, người đầy đặn, không có ốm mà cũng không mập lắm. Cao không anh Linh? Cao. Không ốm không mập là vừa người. Vừa luôn, đúng luôn. Em xin phép cô ấy để em hình dung trước cái vụ này coi được không nghe, coi nó cao là nó cao cỡ nào. Nó cao ngay đây, nó cao lên đấy. Ôi không hề cao, cao có nửa bên. Có mái che nữa thôi. Thấy ông Cát Tường mà còn nhìn ống đuối nữa mà. Em về bên đây rồi em mới tiết lộ. Được em. Chị nói nhỏ thôi, nói lớn bên kia chảnh. Được nha. Trán cao có nửa bên thôi. Mái che lại rất là bồng bềnh, rất là lãng mạn. Chị thấy được rồi đó em ơi. Dạ. Anh chị, hôm nay em thì em tại vì á, biết rồi hôm nay có gặp một bạn nam nên em có làm bánh mang đến chương trình ạ. Anh Linh ơi, bên đây có những hộp bánh rất là ngon, chứng tỏ đây là một người ngoài là coi như bên ngoài là truyền thống Việt Nam mà là một người phụ nữ đảm đang bếp núc nội trợ ta làm bánh nữa. Anh hiểu không? Có nghĩa là bên kia trước khi qua đây mà nhìn mặt là phải định hình rõ là có nhắm mình được không? Không được thì mình xin rút đi, chứ bên đây là dữ dằn lắm rồi đó nha. Anh nghĩ là hợp đó, nãy giờ anh nhìn qua nhìn lại thấy đây là cũng hợp ý với nhau lắm đó. Nhưng mà cái tình cảm để hai người quyết định, còn bánh trái để anh quyết định nha. Rồi, chuẩn bị, sẵn sàng. Mời hai bạn quay mặt qua tấm rèm, tình yêu. Chuẩn kéo bị lên. Màn kéo lên, 2, 3. Bạn có 2 phút, 2 phút trò chuyện và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút, bắt đầu. Chào em. Chào anh. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sao bạn liếc ở đâu không vậy? Dạ, đi. Anh nói trước hay em nói trước? Em nói trước đi. Dạ, em nói trước hả? Dạ, thì
lúc mà nói chuyện thì anh có hình dung ra giống như là anh có tưởng tượng ra giống như là khi mà anh gặp em như vậy không ạ? Anh rất thích một phụ nữ có mái tóc dài và có cái bằng rất thích bằng áo dài. Anh chỉ hình dung ra một người phụ nữ tương đối thôi, anh không dám hình dung chính xác lắm, nhưng mà ít nhất là anh nghe cái giọng nói là dễ thương, anh đồng ý. Dễ thương, giọng nói dễ thương, như thấy người dễ thương không? Quá dễ thương. Cảm ơn anh. Thôi người ta hỏi rồi, tới mình đi. Vậy Ô, anh không cần hỏi gì đâu. Từ từ có hai người anh mới nói. Dạ. Bạn nữ cảm giác thế nào? Bạn cảm giác thế nào? Nói đi. Lúc đầu nghe ảnh nói ảnh ba mấy tuổi, em tưởng cũng già lắm, mà thì nghe cũng không có đến nỗi già, nhìn cũng còn trẻ. Hết thời gian rồi, mời hai bạn quay lưng về. Hết rồi, nhanh quá vậy. Nhanh lắm, thời gian có 2 phút. Mời hai bạn bây giờ ta suy nghĩ đi nha. Chúng ta chỉ có 3 khoảnh khắc để chúng ta nhấn nút đồng ý hẹn hò hay không. Trái tim màu hồng hết rồi. Bạn cảm nhận thế nào bạn trai? Quá tốt ạ. Quá tốt. Dạ. Trời sao rung quá vậy? Rung quá, tay còn tay rung quá. Dạ. Bây giờ chị nghĩ là đến cái thời khắc em tặng bánh cho anh. Dạ, em gửi cho anh ạ. Ngọt ngào lắm đó, ngọt ngào lắm đó. Em ơi, tại sao mà em không chê anh già hả? Chị thấy là lớn em có chục tuổi luôn đó mà. Sao em chọn ảnh vậy? Em thấy anh cũng còn trẻ. Thấy cũng còn trẻ. Lý do tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với ảnh? Dạ thì nói chung là nhìn bề ngoài cũng được, cái anh nói của ảnh cũng được rồi. Sau này mình tìm hiểu thêm thì tính sau ạ. Dạ anh cũng nghĩ vậy. Còn bạn trai, lý do nào bạn nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn gái? Cô ấy là nó hợp hoàn những điều của cô ấy, là nó phù hợp với em. Phù hợp với bạn. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Và bây giờ Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn cặp vé đi xem phim, và hy vọng rằng với cái cặp vé đi xem phim này sẽ giúp cho hai bạn có một khoảng thời gian lắng động ngồi bên nhau để nói những cái chuyện mà từ nãy giờ trước mặt mọi người bạn nam chưa nói được. Cảm ơn chương trình. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau chuẩn bị xem phim. Nắm tay nhau cùng gió ta ngại đó. Giờ em chưa nắm tay bao giờ. Thì bây giờ nắm thử đi, nắm thử coi sao. Nắm tay thôi mà, như bạn bè mà. Dạ. Nắm lẹ đi. Mời bạn nào. Chụp vô đó vậy đi, nắm lẹ. Mà thấy sao? Lần đầu tiên nắm tay thấy sao? Trời ơi, nắm tay em chặt quá. Bạn cảm nhận thế nào cái bàn tay của bạn trai chưa bao giờ quen? Đây là lần đầu tiên mà. Dạ. Cảm nhận thế nào? Thì thấy cũng lạ lạ. Là lạ hả? Lạ là được rồi, anh bắt khởi đầu. Rung. Rồi, em vừa lạ, vừa rung. Mời hai bạn đi xem phim. Mời hai bạn. Nắm tay đi tiếp, đừng có buông ra. Sao nó đã gì đâu á. Em thấy cặp này xứng đôi vừa lứa. Xứng ghê đó. Phải nói là ngày hôm nay Quỳnh Linh và Cát Tường rất hạnh phúc. Cảm. Hy vọng rằng cái sự kết nối đó nó sẽ xuất phát một cái tình yêu. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và mong rằng tất cả các bạn nào mà cảm thấy thích thú thì hãy liên hệ với chương trình của chúng tôi để được đăng ký và tham gia chương trình này. Và mong là các bạn hãy luôn luôn đón xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.